Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, như quý anh chị và các bạn cũng đã biết, kênh Tâm Linh 365 là kênh chuyên đăng tải về nội dung tử vi của 12 con giáp, trong đó có tử vi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngoài ra còn có nội dung về phong thủy, tướng số và tâm linh. Như hiện nay cũng đã có rất nhiều video nhận được sự quan tâm đông đảo từ quý khán thính giả. Và ở video này, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề top những con giáp gặp nhiều may mắn, tài lộc rực rỡ, kiếm tiền nhiều sau ngày 8 tháng 3 năm 2021. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong top những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới, hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi của những con giáp tài lộc rực rỡ, kiếm được nhiều tiền sau ngày 8 tháng 3 năm 2021. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc đến đó là người tuổi Sửu. Cho dù tất cả bạn bè và đồng nghiệp xung quanh vẫn duy trì trạng thái nghỉ ngơi sau kỳ nghỉ Tết, nhưng con giáp tuổi Sửu thì ngược lại, họ đã lên dây cót tinh thần cho mình từ bao giờ. Họ bắt đầu năm mới 2021 với tư thế chủ động để bắt đầu công việc và luôn ngập tràn năng lượng. Theo dõi vận trình tài lộc của 12 con giáp trong tháng 2 năm 2021 chỉ ra rằng bản mệnh duy trì được trạng thái ổn định về tài chính, thế nhưng không có nghĩa là ai cũng vậy, vì thực tế không ít người tuổi này khi đã có cái nền chắc chắn thì họ lại càng dễ dàng bứt phá hơn trong năm. Rất có khả năng bạn sẽ là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất sau ngày 8 tháng 3, do đó phải tận dụng tối đa nguồn lực đang có để thực hiện mục tiêu, nhất là những người kinh doanh. Họ nghĩ ra nhiều cách thức để thu hút khách hàng mới vô cùng độc đáo. Đối với người làm công ăn lương, nếu có thể thì đừng quá an toàn bám víu vào công việc hiện tại. Hãy tham gia vào một dự án quy mô lớn và điều này giúp bạn đảm bảo tài chính cho nhiều tháng tiếp theo. Không những thế, khoản tiền kiếm được sẽ giúp bạn đầu tư vào công việc kinh doanh cá nhân mà bạn vốn đã bỏ lỡ nhiều lần trước kia. Còn giáp tuổi Sửu, hãy chú ý. Đứng ở vị trí thứ hai trong số 12 con giáp, Sửu được xem là một loài vật rất to khỏe, chịu thương chịu khó làm việc vất vả, nên những người tuổi Sửu thường hay rất chịu đựng, hy sinh, đơn giản, lại mộc mạc, thật thà, chân thành. Chính vì vậy mà những người tuổi Sửu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc thì những người này thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người tuổi Sửu luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói, điểm mạnh của những người tuổi Sửu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi Sửu đa phần, cuộc đời của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, nhất là vào thời kỳ trung vận, sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét. Sinh năm Tân Sửu, những quý cô thuộc tuổi này cuộc đời sẽ rất nhiều tốt đẹp về tình cảm, thuở nhỏ cuộc sống lại gặp nhiều vấn đề lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc, còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại, họ mới tìm đến thành công, về hậu vận thì mới được an nhàn. Trong đời sống, tính cách của tuổi Sửu thất thường đôi khi dễ cáu gắt. Trong một mối quan hệ thì tuổi Sửu cảm thấy khó khăn khi buộc phải hài lòng đối tác của mình. Có lúc họ trở nên vô cùng vụng về. Dự báo tuổi Tân Sửu là năm may mắn, cũng là năm hoàn hảo để tập trung vào các mối quan hệ, bất kể là nói về các mối quan hệ xã hội hay tình cảm cá nhân. Đây là thời điểm đánh dấu sự thay đổi lớn trong tính cách, đồng thời làm sáng tỏ nhiều khía cạnh cá nhân, nghề nghiệp. Những người tuổi Sửu nổi tiếng vì sự chăm chỉ và làm việc có phương pháp, vì thế Tân Sửu sẽ là năm mà công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, người gặp nhiều may mắn về tiền bạc trong năm nay sẽ là những người có nỗ lực đáng kể trong mọi cương vị.
Đây là năm được dự đoán là năm tốt lành, sự chăm chỉ, bình tĩnh, kiên nhẫn giúp đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cùng những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của người tuổi này là quá bướng bỉnh, đôi khi làm hỏng chuyện. Trong năm, người tuổi Sửu có cơ hội nhận được sự công nhận trong tập thể, bạn tự tin bày tỏ sở thích và lý tưởng của mình một cách mạnh mẽ, cần phải lưu ý việc làm chủ được sự nhạy cảm, đôi khi vượt ngưỡng của mình. Với những người mới lập nghiệp thì bạn có thể gặp khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được ổn định từ từ. Một số mối quan hệ tốt mà bạn có từ trước đó chắc chắn có thể giúp bạn leo lên nấc thang thành công. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Còn giáp may mắn tiếp theo được nhắc đến đó là người tuổi Thìn. Mặc dù khởi đầu năm mới có thể gặp một số khó khăn thì con giáp tuổi Thìn thường xuyên rơi vào tình huống cân não, nhưng rõ ràng là những điều mà bạn đã lựa chọn đều thực sự đúng đắn khi mà kết quả đang trả lời tất cả. Nhất là sau ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, bạn nhận được rất nhiều nguồn thu, ước mơ có cuộc sống xa xỉ bằng chính năng lực của mình, nên tuổi Thìn từ lâu đã rất chịu thương chịu khó. Ít ai biết rằng con giáp tuổi Thìn đã chăm chỉ tới mức nào, họ phải làm nhiều công việc một lúc để có được thu nhập trong mơ, nên việc họ đứng trong top đầu về việc kiếm tiền là điều hoàn toàn xứng đáng. Là con giáp có sẵn nội lực, khi có được chút thành quả mà bạn khiêm tốn cho rằng mình không bằng ai, thế nhưng chúng cũng đã giúp cho bạn tự tin hơn bao giờ hết vào khả năng của mình. Hứa hẹn là thời gian này bạn sẽ thành công trong công việc kinh doanh mà bạn ước mơ, ấp ủ từ rất lâu. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng hãy tin là bạn sẽ gặp nhiều may mắn, dần dần mọi việc sẽ ổn định, thuận lợi hơn và chắc chắn sẽ có người đánh giá cao sự chủ động của bạn và đầu tư cho bạn. Những người tuổi Thìn có điểm mạnh là khả năng lãnh đạo, có tham vọng, luôn tràn đầy nhiệt huyết để thực hiện ước mơ của mình. Họ cũng được xếp vào top thích mạo hiểm, không ngại chấp nhận rủi ro. Điều tuyệt vời là may mắn thường đứng về phía họ trong đối nhân xử thế, nhờ khéo léo họ có thể thu phục lòng người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, như mọi cung hoàng đạo khác thì người tuổi Thìn cũng có những yếu điểm riêng, đòi hỏi họ phải thận trọng. Sự kiêu ngạo đôi khi mang lại những hậu quả xấu trong các mối quan hệ. Thêm vào đó, cuộc sống mang lại nhiều may mắn nên một số người thậm chí có xu hướng coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Do đó, khi gặp phải sự thất bại trong nhiều trường hợp thì họ sẽ sa sút, rơi vào tâm lý tiêu cực, kém kiên nhẫn hơn. Tân Sửu dự báo là một năm may mắn với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là rất nhiều trách nhiệm, kỷ luật, khả năng tổ chức và một lối sống có kế hoạch được thực thi nghiêm túc. Năm nay cũng có thể mang tới những thay đổi bất ngờ, những ý kiến trái chiều. Cần lưu ý rằng ai đó có thể tung tin đồn chống lại bạn và cố gắng làm xấu ảnh hưởng hình ảnh của bạn. Hãy thật cẩn thận với kẻ thù của mình để tránh bị rơi vào những cuộc chiến pháp lý. Cần giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong suốt năm, đừng mất bình tĩnh khi xảy ra một vấn đề nhỏ. Đời sống tình cảm của tuổi Thìn trong năm này không có bất kỳ căng thẳng, sức ép nào. Do đó, người tuổi Thìn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn, được tự do hơn trong việc thể hiện bản thân mình. Từ đó sẵn sàng thực hiện các cam kết quan trọng như kết hôn, sinh con cái. Về tài chính và sự nghiệp, tuổi Thìn sẽ có một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Hơn bao giờ hết, những người thuộc con giáp này sẽ có thể sử dụng kỹ năng phân tích của mình cho các chiến lược lớn nhằm hoàn thành các dự án của họ trong năm Sửu. Tất cả những thách thức trong suốt 12 tháng của năm nay sẽ dễ dàng được giải quyết bằng trí tuệ và chuyên môn. Trong năm, người làm kinh doanh sẽ có những bước tiến vượt trội, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng với các đối tác nước ngoài. Những chuyến đi công tác xa cũng được khuyến khích vì sự phát triển của sự nghiệp. Lưu ý là một người bạn nữ hoặc đồng nghiệp thân thiết nào đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình thành công của bạn. Do đó, nên đối xử với tất cả phụ nữ nơi mình làm việc một cách tôn trọng. Tuy vậy, về tài chính thì bạn sẽ cần có sự sắp xếp lại tình hình tài chính, tập trung vào việc cân bằng tài chính. Từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch thì tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt với những lợi ích đa phương. Nhờ thế mà bạn sẽ có một ngân sách tăng cường một cách đáng kể, có thể sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên cũng nên thận trọng trong chi tiêu, kiểm tra kỹ các khoản mua sắm phù phiếm không mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống của bạn. Về đời sống tình cảm, vào năm Tân Sửu, người tuổi Thìn có thể tìm thấy tình yêu trong các tương tác xã hội hoặc thậm chí trong cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp trong môi trường công sở. Tháng 5 âm lịch, bạn sẽ cần phải thực hiện một số thỏa hiệp
nếu muốn giữ mối quan hệ này. Trong khi đó, những người đã kết hôn nên cẩn thận vì sự xuất hiện của người thứ ba có thể gây ra vấn đề trong mối quan hệ của bạn, nên chung thủy với đối tác và đừng buông thả trước những cám dỗ. Tuổi Thìn tương hợp với người tuổi Thân và tuổi Tý, tuổi Thìn không hợp với tuổi Tuất, do đó, nếu bạn có mối quan hệ này thì cần cho bản thân và đối tác không gian riêng tư, tránh việc kè kè bên nhau tối ngày mà mâu thuẫn. Về mặt sức khỏe cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn về sức khỏe của mình, nên dành thời gian nghỉ ngơi, khám bệnh định kỳ để điều trị, phục hồi thể chất tinh thần, cần có một chế độ ăn uống cân bằng trong giai đoạn này. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì cần phải giải đáp, quý anh chị và các bạn vui lòng ghi rõ, để lại ở phần bình luận phía dưới video. Ban biên tập chương trình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc đến, đó là người tuổi Thân. Từ cuối năm ngoái, rất nhiều con giáp tuổi Thân đã chủ động tìm hiểu và nghiên cứu cơ hội đầu tư có triển vọng trong năm 2021 và họ đã chọn thời điểm thích hợp để tham gia thị trường đầu tư đầy hứa hẹn. Nhờ khả năng quan sát tài tình và một trực giác xuất chúng, hứa hẹn người tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành quả về tài chính từ đầu năm nay, nhất là trong thời điểm sau ngày 8 tháng 3 khi mà lịch ăn chơi của bạn đã chính thức khép lại để hoàn toàn tập trung cho việc làm ăn kinh doanh. Không những thế, có những khoản đầu tư bạn từng cho rằng cuối năm mới có lãi mà nay đã có những thay đổi tích cực và bắt đầu thu lợi. Những khoản đầu tư này hứa hẹn sẽ mang lại kết quả nhanh hơn mong đợi, dự báo về một năm rực rỡ của bản mệnh. Một số con giáp tuổi Thân còn may mắn tới mức họ còn nhận lại được các khoản tiền đáng kể mà bạn từng nghĩ là đã bị mất trắng trước đây. Dường như lúc này, thần may mắn đang ghé thăm và trao cho bạn một món quà. Vận trình tổng quan cả năm cũng cho thấy, người tuổi Thân có một năm khá cát lành, lộ trình thăng tiến thêm hành thông mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Cục diện tương sinh giúp công việc thêm thuận lợi dù năm Tân Sửu khối lượng nhiều việc, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng hơn, lộ trình thăng tiến thêm hành thông và thuận lợi mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Nhân duyên tốt vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ, đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Trong năm chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, đường số cần phải hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc, làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ. Vì thế, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Công việc năm 2021 của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới, thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả một cách xứng đáng, có dấu hiệu cạnh tranh rất lớn. Điểm tiểu nhân quấy phá, bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối. Con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn. Đồng thời hãy luôn luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Tử vi năm 2021, cát tinh mang vận quý nhân tới, đường số gặp người quyền thế được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Vì thế, quan lộ thêm phần thanh thang, trong năm 2021 có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn, có điều cần chủ động nắm bắt do dự sẽ khiến cho bạn đánh mất cơ hội tốt. Về tài lộc, công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định hơn. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, đường số phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Năm 2021 chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường.
Người tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, nay lại thêm hung tinh, điểm báo phá tài. Làm ăn kinh doanh rất dễ bị bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời hơn. Vì thế, bạn cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt, đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc đến đó là người tuổi Hợi. Tuổi Hợi trở thành con giáp kiếm nhiều tiền nhất sau ngày 8 tháng 3, không phải là việc dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Từ cuối năm trước, họ đã phải vượt qua cái sự lười của mình để tập trung khởi động cho một năm mới rực rỡ hơn. Thậm chí đầu năm 2021, họ sẵn sàng từ chối các cuộc vui để dành phần lớn thời gian cho việc phát triển bản thân thông qua việc đọc sách, tham gia lớp học online. Mỗi lúc bạn càng nhận ra thời gian đang trôi đi thật nhanh, nên bạn không muốn lãng phí một chút nào, nhất là trong năm nay, do toàn bộ năng lượng và động lực của bạn được tập trung ngay từ đầu năm, cho nên tình hình tài chính của bạn cũng sẽ được gia tăng đáng kể trong giai đoạn này. Thế nhưng, dù bạn là con giáp phát tài năm 2021, nhưng trong lúc tài khí đương lúc vượng cũng không được chủ quan. Nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì tiền vào nhanh cũng ra rất nhanh, do đó dù kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn nên sống khiêm tốn. Lời khuyên cho con giáp tuổi Hợi đó là hãy chú ý theo dõi và đừng bỏ lỡ các cơ hội mà cuộc đời mang lại cho bạn. Làm việc nhóm cũng có lợi hơn khi mà bạn có thể tận dụng mọi nguồn lực từ mọi người xung quanh mình. Đồng thời, bạn cũng xem trọng tiền bạc, đừng chi tiêu bừa bãi, dạng này rất khó tích lũy tiền, sẽ chỉ làm cho tình trạng kinh tế của bạn càng ngày càng trì trệ. Trong năm Tân Sửu này, thuận lợi cho các khoản đầu tư đối với những người sinh tuổi Hợi. Ngoài ra, đây sẽ là một năm của tình bạn và tình yêu. Năm này cũng mang lại nhiều sự kiện, nhiều hoạt động xã hội đòi hỏi nếu bạn tập trung cao độ vào mục tiêu cá nhân thì bạn mới có thể thành công. Trong năm, bạn sẽ phải đối mặt với một số kết quả trái chiều, cơ hội và trở ngại sẽ đến với bạn một cách cân bằng, đòi hỏi bạn phải cực kỳ cẩn thận. Tốt nhất là đừng đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào trong cuộc sống của bạn trong giai đoạn này. Trong cả năm, bạn sẽ có cơ hội thực hiện nhiều chuyến đi, hãy linh hoạt hơn một chút trong cách tiếp cận và tránh tỏ ra cứng đầu. Triển vọng trong năm thuận lợi, đặc biệt là công việc của người tuổi Hợi, bạn có thể mong đợi một số phát triển tích cực ngay từ thời điểm đầu năm. Bạn có khả năng sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ công việc thú vị, đem lại sự thỏa mãn về tinh thần, sau đó là cơ hội thăng chức hoặc thuyên chuyển, sử dụng tài năng và kinh nghiệm của mình. Bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt, nhờ đó họ sẽ tiến thêm một vài bước trên con đường công danh. Công việc thuận lợi đồng nghĩa với sự gia tăng đáng kể trong thu nhập. Tuổi này cũng sẽ chứng minh kỹ năng tuyệt vời của mình trong việc giải quyết các vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nên tiết kiệm một khoản cho tương lai vì số tiền dành dụm này có khả năng trở thành vốn hữu ích trong thời gian tới. Với những người đang thất nghiệp thì bạn có thể khó tìm được một công việc phù hợp ngay lập tức, nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ những hy vọng và kỳ vọng của mình. Điều quan trọng chính là kiên trì và bền bỉ. Bạn nên cảnh giác khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch tiền tệ nào. Hãy tiết chế và tránh đưa ra các quyết định tài chính một cách bốc đồng. Cần phải lưu ý các điều kiện thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua hoặc bán nào liên quan. Người tuổi Hợi rất nhạy cảm và lãng mạn trong tình yêu. Theo thời gian, nếu bị thờ ơ hoặc thiếu quan tâm thì họ có thể trở nên ghen tuông hoặc chiếm hữu. Năm này, những người có gia đình có thể khó đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Cần phải cố gắng dành thời gian cho đối tác và đừng để cho bản thân bị cám dỗ. Với người có gia đình, những khía cạnh kém thuận lợi trong năm Hợi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của người tuổi Hợi. Cần phải thận trọng những rắc rối có thể xảy ra, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Khả năng duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân của họ cũng có thể sẽ bị thử thách trong năm. Dù thông thường tuổi Hợi khá vui vẻ, sởi lời trong giao tiếp. Trong quan hệ xã hội, nếu muốn tình bạn lâu dài, cần phải chú tâm đến ý kiến và cảm xúc của từng bạn bè của mình. Với người độc thân, Tân Sửu dễ dàng hơn, khả quan hơn trong đời sống tình cảm, giúp cho người còn độc thân sẽ kết hôn. Năm này, Mùi Thìn hoặc Mão có thể là những đối tác lý tưởng với tuổi Hợi, tuổi Tý cũng có thể là một đối tác phù hợp với bạn.
Tuy nhiên, nên tránh mối quan hệ tị hợi, họ sẽ không có được một giây bình yên bên nhau. Có thể bạn sẽ không trúng số độc đắc về sự nghiệp hay tiền bạc, nhưng về mặt sức khỏe thì bạn không có gì phải phàn nàn. Về cơ bản, người tuổi hợi sẽ có một trạng thái sức khỏe tốt từ tháng 3 cho đến hết năm. Lối sống lành mạnh cũng giúp ích cho họ đáng kể. Trong những tháng mùa đông, sinh khí của người tuổi hợi sẽ giảm sút và cần thư giãn nhiều hơn để tránh suy nhược về sức khỏe và tinh thần. Nên chú ý đến cơ thể của mình, rèn luyện sức khỏe, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Hướng đi thuận lợi cho người tuổi hợi là hướng Nam và Bắc, màu sắc may mắn là màu bạc và màu vàng, còn số may mắn là số 4 và số 8, các tháng thuận lợi là tháng 7, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Tháng không thuận lợi là tháng 6 và tháng 9. Vật phong thủy cầu may, biểu tượng hồ lô vàng là bùa hộ mệnh phong thủy phổ biến và phù hợp cho tuổi hợi chống lại bệnh tật, ngăn chặn những điều xui xẻo và tai nạn. Nơi gia đình, bạn có thể đặt bùa hộ mệnh hồ lô ở phía đông của ngôi nhà, giúp cho cung cấp sinh khí cho cuộc sống được lành mạnh. Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top những con giáp được thần tài ban lộc, may mắn sau ngày 8 tháng 3 năm 2021. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.